Khi ấy Đức Giê-xu đang ở trong một thành kia, có một người đầy phong hủi. Vừa thấy người, liền sấp mặt xuống, xin người rằng: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: Tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức chứng phong hủi biến khỏi anh. Rồi người truyền anh ta không được nói với ai, và người bảo: Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-xê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết. Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh. Nhưng người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Thưa anh chị em, có lẽ không ai trong chúng ta mà chưa một lần chạy đến cầu xin Chúa một điều gì đó. Trong tin mừng hôm nay chúng ta thấy một người bị bệnh phong đã chạy đến với Chúa Giê-xu để cầu xin người chữa lành căn bệnh phong hủi cho anh. Trong cơn tuyệt vọng, người bị bệnh phong đã thưa lên với Chúa Giê-xu những lời đầy niềm tin và sự xác tín. Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người phong hủi không chỉ bày tỏ niềm tin rằng chính Chúa Giê-xu là đấng có quyền năng chữa lành cho anh, nhưng anh ta còn bày tỏ một sự đón nhận bất cứ điều gì mà Chúa Giê-xu muốn làm cho anh. Chạy đến cầu xin Chúa cứu giúp chúng ta không phải là điều khó đối với chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta nhận thấy rằng những nỗ lực của chúng ta không mang lại kết quả tốt đẹp và khi chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Còn việc đón nhận hay là chấp nhận điều Chúa làm cho chúng ta thì không phải là điều dễ dàng, chỉ trừ khi điều Chúa làm cho chúng ta phù hợp với ý muốn của chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, ngôi lời không nhập thể để làm người sự chữa hay là làm để làm theo ý muốn của chúng ta. Như bài đọc 1 ngày hôm nay trích trong thư của Thánh Gioan Tông Đồ nhắc cho chúng ta rằng ngôi lời của Thiên Chúa đã trở thành xác phàm để tất cả chúng ta biết rằng chúng ta có sự sống đời đời. Và ai có Chúa thì có sự sống đời đời. Và chúng ta có thể sở hữu Chúa trong lòng mỗi người chúng ta. Điều ấy có nghĩa rằng cuộc sống của chúng ta phải luôn được đặt trong một cái bối cảnh là chúng ta hướng về sự sống đời đời. Và quà tặng lớn lao nhất mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, đó chính là Chúa Kitô. Vì thế thưa anh chị em, nếu chúng ta có Chúa Kitô thì chúng ta được mời gọi lớn lên theo hình ảnh của Chúa. Vậy thì khuôn mẫu mà Chúa Kitô đã đưa ra cho chúng ta là gì? Thưa, đó là chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta đối mặt với những đau khổ, đối mặt với những thử thách và thậm chí là cái chết. Đó là một thách đố vô cùng lớn lao đối với mọi người chúng ta. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta may mắn là chúng ta có Chúa. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trái lại, Ngài luôn ở cùng chúng ta và ban cho chúng ta các bí tích để giúp cho chúng ta tiếp tục cuộc gặp gỡ với Chúa và trưởng thành theo nhãn của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta ngày một lớn lên trong đức tin để chúng ta chấp nhận thánh ý Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Amen.